Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, Bầu Đức đã từng tiết lộ lý do từ lâu mà ông không còn đến sân Pleiku để xem mấy đứa nhỏ đá nữa là bởi ông sợ gây áp lực cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Theo như ông tự tính thì cứ có mặt ông là đội nhà lại thua. Dựa theo tính toán ấy của Bầu Đức, đội bóng phố núi có quyền lo ngại bởi trận đấu quyết định trước Chiến Hạm Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, ông bầu này đã tất tả từ Thành phố Hồ Chí Minh đáp chuyến bay về Pleiku để có mặt ở trên khán đài cổ vũ cho Xuân Trường, Tuấn Anh cùng với các đồng đội. Áp lực nối tiếp áp lực khi mà Hoàng Anh Gia Lai vừa mới thay tướng lại vừa phải quyết thắng trận này trước đối thủ quá mạnh và đầy tham vọng. Quả tình là việc Bầu Đức phải thay ngựa giữa dòng là chuyện hoàn toàn chẳng đặng đừng. Bởi tính từ mùa giải 2015 khi ông quyết định đôn toàn bộ lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai lên chơi V-League, vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng mà huấn luyện viên Lee Tae-hoon đoạt được tính cho đến trước lúc phải rời ghế là thành tích cực kỳ khả quan. Sau 12 trận đã đá tại V-League 2020, đội bóng phố núi chỉ thua có 3 trận, thắng đến 4 trận và hòa 5 trận, một thành tích khá tốt so với chính bản thân họ. Theo như điều lệ thi đấu lạ đời năm nay thì có lẽ Hoàng Anh Gia Lai là đội đen đủi nhất. Những đội đang xếp trên họ tất thảy đều xứng đáng với vị trí của mình và 8 đội xếp dưới họ thì không ít có những cái tên suốt 5 mùa bóng vừa qua đều đứng trên đội bóng phố núi ở trên bảng xếp hạng V-League. Hoàng Anh Gia Lai có quyền tự hào với vị trí của mình nếu như so với chính họ trong những mùa bóng trước. Có điều vị trí ấy quá chênh vênh và chỉ cần sẩy chân một chút là họ sẽ mất tất cả. Tất cả ở đây là điều mà họ đã tìm kiếm suốt 5 mùa giải đã qua, ấy là thoát khỏi cái rớp phải tất tả ăn đong mỗi mùa V-League. Trận thua Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước đã lấy đi của họ tất cả, khi chỉ cần không thắng nổi ứng cử viên vô địch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì khả năng trở về với cái máng lợn của Tuấn Anh và các đồng đội sẽ là cực kỳ cao. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tưng bừng khí thế dẫu gặp phải Hoàng Anh Gia Lai ở trên phố núi. Họ đang xếp thứ 3 ở trên bảng xếp hạng, nhưng quan trọng hơn đó là vừa có được một chiến thắng tưng bừng ở vòng đấu trước để qua mặt câu lạc bộ Hà Nội, rút ngắn khoảng cách với đội đang dẫn đầu là câu lạc bộ Sài Gòn. Thắng Hoàng Anh Gia Lai là điều bắt buộc dù ngôi sao sáng nhất là Công Phượng không thể ra sân theo thỏa thuận với đội chủ sân Pleiku. Ngược lại thì đội bóng phố núi lại đang cực kỳ hoang mang sau trận thua để rồi tự đẩy mình vào thế khó trước Sông Lam Nghệ An, đội bóng mà 6 vòng đấu trước đó chỉ kiếm được có duy nhất 1 điểm. Nếu như để thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đội bóng phố núi thậm chí sẽ còn xếp dưới cả chính Sông Lam Nghệ An nếu như đội bóng xứ Nghệ có được chiến thắng ở vòng đấu then chốt này. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai thất bại trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì về mặt chuyên môn đấy là chuyện bình thường. Với tuyên bố của Bầu Đức rằng đội bóng của ông chơi V-League cho vui, việc đội bóng phố núi tranh vé tàu ngược cũng là bình thường nốt. Đáng lý đó sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần cho Xuân Trường và các đồng đội thêm vào cái rớp bất bại ở trên sân nhà Pleiku. Thế nhưng ai cũng biết nếu như phải rơi vào nhóm 6 đội xếp từ dưới lên trên thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải gánh áp lực nặng nề đến mức nào. Đội bóng mà Bầu Đức từng khoe rằng đá không ai chịu nổi, từng đặt mục tiêu lọt vào top 3 V-League 2020, vô địch V-League 2021 sẽ trở về cái máng lợn như suốt 5 mùa giải đã qua. Bầu Đức có mặt ở trên sân Pleiku là có lý do, bởi trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là canh bạc tất tay của ông và Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai tiếp Thành phố Hồ Chí Minh ở trên sân nhà với rất nhiều khó khăn. Họ vừa mới đổi huấn luyện viên trưởng, mất cầu thủ quan trọng là Minh Vương khi bị chấn thương dây chằng. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh dù là không có Công Phượng nhưng vẫn còn nhiều sự thay thế xuất sắc khác. Tuy nhiên cơn mưa trước trận đấu đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae-song. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tưng bừng khí thế sau trận thắng 5-1 ở vòng đấu trước, thế nhưng họ vắng Công Phượng trong đội hình và đấy có lẽ là sự khác biệt mang tính quyết định. Hàng thủ chơi như mơ ngủ, ấy là điều mà người ta đã nghe quá nhiều về Hoàng Anh Gia Lai ở đấu trường V-League. Gặp đối thủ mạnh câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu then chốt này thì tưởng chừng như là điều đó sẽ lặp lại khi mà ở ngay vòng đấu trước đó họ đã thúc thủ đến 2 lần trước Sông Lam Nghệ An. Song ngạc nhiên thay, lần này thực trạng đáng buồn ấy lại vận vào đội khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh khi mà họ thủng lưới đến 2 lần trong vòng chỉ có 3 phút. Đẩy đội hình lên rất cao, Thành phố Hồ Chí Minh để lộ rất nhiều khoảng trống ở phía sau lưng hàng thủ và đó là điều giúp cho Hoàng Anh Gia Lai thực hiện những đường phản công nguy hiểm. Phải công nhận rằng là ở bàn thua đầu tiên thì hàng thủ của Chiến Hạm Đỏ đã quá hớ hênh khi để Kelly lọt xuống đón đường chuyền bất ngờ của Văn Toàn và sút tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng. Xong bàn thắng thứ hai thì pha bắt vô lê bóng sống của Văn Toàn từ một đường kiến tạo như có mắt của Xuân Trường là cực kỳ xuất thần, khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng. Hai bàn thắng đến sớm trong vòng có 3 phút, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị sốc hoàn toàn,
thể hiện một lối chơi tuyệt vọng mang thương hiệu của huấn luyện viên Chung Hae-song ở những trận đấu bị dẫn trước khi dồn tất cả lên để tấn công quyết liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng hôm nay ở trên sân Pleiku, họ không có công phượng. Phi Sơn cùng với tiền đạo người Costa Rica là Jose Otis đã không thể tạo nên sự đột biến như là công phượng. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của bộ đôi huấn luyện viên nội là Văn Đàn và Minh Ninh cùng với Bầu Đức ở trên khán đài, Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện cực kỳ hay lối chơi phòng ngự phản công. Chỉ 2 phút sau khi Kelly có pha sút xa đưa bóng dội xà ngang, thì đến phút thứ 35, đến lượt Trevor Watts dội thêm gáo nước lạnh vào chiến hạm đỏ bằng một pha cầm bóng đột phá từ giữa sân và tung cú sút khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng thêm một lần nữa đứng nhìn trong bất lực. Phút thứ 42, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới có lần hồi tỉnh đầu tiên với một bàn thắng ở trên chấm 11m của Phi Sơn sau khi Văn Thanh phạm lỗi với Phi Sơn ở trong vòng cấm địa. Nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, Hoàng Anh Gia Lai có thể ghi bàn từ tất cả các vị trí trên sân. Hết Văn Toàn, Trevor Watts ở trên hàng tiền đạo, Kelly ở hàng tiền vệ, rồi đến trung vệ Memovic cũng có thể lập công. Phút thứ 54, từ pha sút phạt tạt bóng hiểm hóc vào vòng cấm địa, trung vệ ngoại binh của đội bóng phố núi đã ra chân gọn ghẽ đưa bóng vào lưới và nâng tỷ số lên 4-1. Càng chơi, Hoàng Anh Gia Lai càng khiến cho người hâm mộ phố núi phải say sưa nhớ lại lứa U19 huyền thoại ngày ấy, dù vắng công phượng với những pha phản công sắc lẹm và giàu độ sát thương. Ở chiều ngược lại thì Thành phố Hồ Chí Minh càng chơi càng lúng túng như là gà mắc tóc và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Văn Thanh là cầu thủ thứ 5 của đội bóng phố núi sút tung lưới Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 64 sau một đường chuyền đẹp mắt của Hồng Duy. Vỡ trận hoàn toàn và mãi đến phút thứ 80 thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới có được bàn gỡ thứ 2 bằng hai cú sút liên tiếp của Văn Thuận ấn định trận thua 2 năm đầy tủi hổ. Đàng hoàng lọt vào top 8, Hoàng Anh Gia Lai đang có mùa giải thành công nhất tính từ ngày lứa U19 lên chơi V-League. Bầu Đức có một ngày hân hoan, người hâm mộ phố núi ngất ngây với chiến thắng đậm đà trong ngày quyết định dù rằng là vắng công phượng. Sân nhà Pleiku tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi duy trì mạch bất bại tính từ đầu mùa tới nay, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng trước đội đương kim Á quân V-League. Hoàng Anh Gia Lai sẽ cùng với câu lạc bộ Sài Gòn, Quảng Ninh, Viettel, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Tĩnh bước vào giai đoạn 2 để cạnh tranh chức vô địch. Ở một diễn biến khác tại vòng 13 V-League 2020, đội bóng của Bầu Đệ, câu lạc bộ Thanh Hóa đã khiến cho Hà Nội FC một phen hú hồn. Câu lạc bộ Hà Nội bước vào trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa với tham vọng là muốn thắng sau khi bị Quảng Nam cầm hòa ở vòng trước. Dù Quang Hải chỉ bắt đầu trận đấu ở trên ghế dự bị, thế nhưng nhà đương kim vô địch vẫn có lợi thế ở trên sân nhà hàng đẫy và dàn hảo thủ chất lượng như là Văn Quyết, Hùng Dũng hay là Rimario. Bên phía đội khách, Hoàng Vũ Samson sẽ gặp lại đội bóng mà anh từng thi đấu trong 8 năm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian nửa hiệp đấu đầu tiên thì bóng lại chỉ lăn chủ yếu ở khu vực giữa sân khi mà hai đội giằng co lẫn nhau. Song ở nửa cuối hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội dần chiếm được hoàn toàn sự chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Thế nhưng mà việc thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng đã khiến cho đội chủ nhà khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-0. Sang đầu hiệp 2 thì Quang Hải được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung vào sân. Tuy nhiên Quang Hải vẫn còn chưa chạm bóng thì câu lạc bộ Hà Nội đã để thua. Một pha chọc khe chuẩn xác của Lê Văn Thắng đã đặt Samson vào thế đối mặt với thủ môn Tấn Trường và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội. Câu lạc bộ Hà Nội ào lên tấn công ngay sau đó và lập tức có cơ hội hoàn hảo để gỡ hòa khi mà trung vệ Minh Tuấn để bóng chạm tay ở trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11m, ngoại binh của Hà Nội FC là Rimario lại không thể thắng được thủ môn Thanh Diệp. Song câu lạc bộ Hà Nội cũng chỉ cần chờ thêm 4 phút để có được bàn gỡ hòa. Phút thứ 60, Văn Kiên đã căng ngang thuận lợi cho Văn Quyết băng vào dứt điểm cận thành để cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Trong những phút còn lại, hai câu lạc bộ giằng co dữ dội khi mà câu lạc bộ Thanh Hóa luôn sẵn sàng trừng phạt hàng phòng ngự dâng cao của đội chủ nhà bằng tốc độ và sự càn lướt của Samson. Mặc dù đã tung đủ cả Pape Oma lẫn Ngân Văn Đại vào sân, câu lạc bộ Hà Nội vẫn không thể đánh bại hàng phòng ngự chơi lăn xả của đội khách. Với kết quả hòa 1-1 thì Hà Nội FC đã mất điểm trận thứ 2 liên tiếp. Sau 13 vòng, câu lạc bộ Hà Nội có 20 điểm, kém câu lạc bộ Sài Gòn 4 điểm. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.